5. Tham cầu sự thầm cảm. Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Trong tam ma địa, tâm ưa thích biết việc trước sau, soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm. Giảng: Lại nữa, thiện nam tử kia, thủ ấm đã hư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh. Lại nữa, trong cảnh giới rỗng suốt vi diệu, sau khi tọa ấm tiêu dung, hành giả người tu tập chánh định không còn tà lự nữa, an trú trong chánh định sáng suốt tròn đầy. Lúc này hành giả không còn bị tà ma ngoại đạo nhiễu hại được nữa. Trong tam ma địa, tâm bỗng dưng mong cầu được biết các việc trước sau, những việc quyền bí xảy ra ở những nơi rất xa. Ví dụ như quý vị đang ở San Francisco và muốn biết những gì đang xảy ra ở New York. Nếu quý vị có khả năng biết được việc ấy, là quý vị đã đạt được cái gọi là quyền ứng, biết được các việc bí ẩn từ xa. Nên soi xét cùng khắp, tham cầu sự thầm cảm, dùng hết tâm lực tinh rồng nghiên cứu, tham cầu sự thầm cảm. Anh ta dùng hết sức nghiên cứu vào vấn đề quyền bí này, mong cầu có được sự cảm ứng quyền bí. Ví dụ, ngay khi anh ta ngồi thiền ở San Francisco, anh ta có thể thấy rõ ràng những người bà con, họ hàng và bạn bè đang làm việc ở New York, và nghe rõ ràng những gì họ đang nói chuyện. Sau đó, anh ta khám phá ra những gì mình nghe được đều xảy ra rất chính xác vào thời gian ấy. Đó là loại quyền ứng mà anh ta muốn chứng đạt được. Vào lúc đó, thiên ma có được cơ hội thuận tiện phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Giảng: Vào lúc đó thiên ma có được cơ hội thuận tiện, vào lúc ấy thiên ma để ý thấy được định lực của hành giả sắp được hoàn mãn, nó trở nên ganh tức. Có được cơ hội thuận tiện, nó phái con cháu đến đình chờ sơ hở. Ngay khi nó thấy cơ hội, phóng tinh thần gá vào người khác, dùng miệng người bị gá giảng nói kinh pháp. Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô thượng niết bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu quyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp. Trong chốc lát, khiến cho tính chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời người ấy. Họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho ma bốn thứ mà không hề mệt mỏi. Thính chúng ở dưới pháp tòa đều tin rằng người ấy là vị thầy trong đời trước của mình, phát khởi lòng riêng yêu mến pháp sư, dính chặt như keo sơn, như được điều chưa từng có. Giảng: Người ấy vốn không biết mình bị ma nhập, còn nói mình chứng vô thượng niết bàn. Ma liền đến nơi người mong cầu quyền ứng kia, trải tòa thuyết pháp. Hành giả, người đã bị ma gá vào, trong chốc lát khiến cho thính chúng thấy mình hiện thân thành người già trăm ngàn tuổi. Quý vị nên biết cái cảm quan ấy là nhất thời. Khi một người trong chúng hội thấy anh ta với đầu tóc bạc phơ của một ông lão trong thân xác một đứa trẻ con, họ sẽ nghĩ rằng đó là một người tu hành lão luyện, một lão tỷ khưu. Họ sinh lòng ái nhiễm, không thể rời người ấy. Lòng yêu mến không trong sáng này, sự dướng mắt và ô nhiễm, khi đó đã phát khởi thành tình yêu, liền có sự dẫn đục. Với sự nhiễm ô, liền đánh mất sự thanh tịnh. Tất cả những người đến nghe ma giảng pháp đều muốn theo nó suốt ngày đêm. Vì sao vậy? Họ đã bị mê hoặc bởi sự thu hút của riêng chúng. Họ tự thân làm như nô bộc, đem cúng dường cho nó bốn thứ không hề mệt mỏi. Bốn thứ cúng dường là: một, thức ăn uống; hai, y phục; ba, giường nằm và tọa cụ; bốn, thuốc men y dược. Họ không bao giờ cảm thấy chán ngán, mệt mỏi khi cúng dường những vật này cho ma. Có người ngạc nhiên tự hỏi, sao lại làm như vậy? Người chân chính tu hành, một đệ tử đích thực của Phật, sẽ không bao giờ thân cận và cúng dường như thế này. Đó chỉ là vì thiên ma có một sức thu hút quyến rũ riêng, khiến mọi người thích thân cận bên nó. Thính chúng ở dưới pháp tòa tin rằng người ấy, ma, là vị thầy trong đời trước của mình. Nó gây nên tình trạng mập mờ đến nỗi mọi người tin rằng người bị ma nhập kia là thiền tri thức đời trước của họ. Họ nghĩ rằng ông ấy là thầy tôi từ kiếp trước. Họ phát khởi lòng riêng, yêu mến vị pháp sư của mình, dính chặt với vị ấy như keo sơn, cảm thấy như được điều chưa từng có. Họ nghĩ rằng từ trước đến nay chưa từng được như vậy. Hành giả mê lầm cho rằng kẻ kia là Bồ Tát, bị cuốn hút vào tâm ma, phá hủy luật nghi của Phật chế, lén lút làm chuyện dâm dục. Giảng:
hành giả mê lầm đến mức cực điểm, cho rằng kẻ kia là người có thể tự biến hóa được, nên ắt hẳn là một vị Phật hoặc là Bồ Tát. Hồ ly tinh và các loại yêu ma quỷ quái khác đều có thể biến hóa được, nhưng anh ta không thể suy nghĩ thấu đáo được rằng người biến hóa tài tình thì không nhất thiết người ấy là Bồ Tát hoặc Phật. Ông đã từng gieo trồng những thiện căn gì không mà bây giờ mong gặp được chư Phật chư Bồ Tát? Bị cuốn hút vào tâm ma, người ấy thân cận với người bị ma gá vào, phá hủy luật nghi của Phật chế. Đây là điểm rất quan trọng. Làm thế nào để ta biết được người ấy là ma? Ta có thể nêu ra ngay là nó đã phá hủy giới luật Phật chế và lén lút làm chuyện dâm dục. Ma thích nói rằng ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta, nên nay ta lại đến để độ nhau. Ta sẽ cùng các người theo nhau đến cảnh giới kia để cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nó nói có cõi trời Đại Quang Minh nơi Đức Phật và các Đức Như Lai đang nghỉ ngơi. Những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy đánh mất bản tâm. Giảng: bất kỳ lúc nào nó gặp được người, Ma Thích nói rằng ta vào kiếp trước đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta, nên nay ta lại đến để độ nhau. Giống như chuyện của Lưu Kim Đồng mà tôi đã kể trước đây, cô ta thường nói với nạn nhân của cô ta rằng họ đã từng là con của cô ta từ đời trước và là chồng của cô ta ở một kiếp khác trong quá khứ. Nay người ấy lại nói từ kiếp trước vào đời nọ, đôi khi vào đời thứ 101 hay 102 nào đó, ta đã độ người kia, lúc đó là vợ hoặc là huynh đệ của ta, cứ nói như thế. Nay ta đến để độ nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau không tách rời. Ta sẽ cùng các người theo nhau đến cõi thế giới kia để cúng dường Đức Phật nọ. Hoặc nó nói có cõi trời Đại Quang Minh, chúng ta sẽ đến đó. Thực ra cõi trời mà nó đề cập đến là nơi Ma Dương đang cư ngụ. Nó nói đó là nơi Đức Phật và các Đức Như Lai đang nghỉ ngơi. Đó là nơi Đức Phật đời này, tất cả chư Phật hiện đời mà ông ta đang tin kính đều là giả, và các Đức Như Lai đang nghỉ ngơi trong đó. Khi chư Phật đã mệt mỏi vì việc giáo hóa chúng sanh ở thế gian thì họ trở về cõi trời Đại Quang Minh để nghỉ ngơi. Khi những người mê muội tin vào lời phỉnh gạt ấy, kết quả là họ đánh mất bản tâm, tính tâm ban đầu của mình. Đây là loại lệ quỷ tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành đến khi nhàm chán, không gá thân vào người kia nữa, cả thầy và trò đều sa vào lưới pháp luật. Giảng: đây là một loại lệ quỷ sau hơn 3.000 đến 5.000 năm tuổi già quá thành ma. Nó khuấy rối nhiễu loạn người tu hành, nỗ lực phá hủy định lực của người tu. Nhưng sau một thời gian, khi nó đã dỡ hết tất cả các trò chơi lừa phỉnh rồi và các món chơi không có gì mới nữa, nó đã nhàm chán, không gá thân vào người kia nữa. Khi ấy cả thầy trò đều rơi vào lưới pháp luật. Một khi thiên ma rời khỏi xác thân người ấy, nó không còn ma lực thu hút hấp dẫn nữa, thế nên mọi người bắt đầu nghi ngờ về nó. Cuối cùng nó bị thư kiện và bị tống giam. Các ông nên rõ biết trước để khỏi rơi vào luân hồi, nếu mê lầm không biết sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Giảng: các ông nên biết rõ trước những việc này, các ông nên sớm giác ngộ đạo lý này để khỏi rơi vào vòng luân hồi. Đừng rơi vào lưới cám dỗ của ma, đừng rơi vào dòng luân hồi sinh tử của ma dương. Nếu mê lầm không biết đạo lý này sẽ đọa vào địa ngục vô gián chắc chắn. Ha ha ha,